Cô chú ơi, chay ngày thứ hai, tối khi ngủ dậy, bây giờ, ủa shoe con đâu mà con không mang vô, con gặp mẹ con nói shoes, tại sao con không mang dép vô? Chay, mấy giờ chay đi ngủ lại ta? 5 giờ sáng chay đi ngủ lại cho tới 9 giờ rưỡi sáng chay dậy. Yeah. Mới ăn xong hai cái trứng. Bắp nữa, hôm nay ăn bắp nữa. Chay ăn bắp nữa hả? Đó, mang giày vô đi con. Con nói chán chiều ngoại đi. Con nói chán chiều ngoại đi. Nhưng mà chay rất là ngoan nha, lúc ăn hà đương chị ăn là thanh kiều hết à. Chứ sao, người ta là người có học mà. Dữ dội thiệt chứ. Người ta chay dữ dội thiệt chứ. Người ta là người có băng phá mà. Anh Bali đưa cho một bắp cũng thanh kiều Bali. Đôi giày màu cam huyền thoại mà. Cả nhà. Đó chị cứ làm tóc cứ đi như con cú nè. Cứ vậy đó, cứ đi miết vậy đó cô chú. Nói chung là hôm nay đỡ nóng hơn hôm qua. Sao anh hai đang đi xe đó con? Anh hai chở em đi với đường anh hai. Lên xe luôn, lên ngồi luôn, ngồi luôn. Con xin tới nữa. Rồi, con ngồi luôn ta xe, chị. Con muốn đi xe đó hả? Rồi con đi đi. Con nói thank you. Thank you much, đúng rồi. Rồi đạp đi, tập đạp đi. Rồi con biết được. Đạp tới chưa? Rồi thấy. À, đó, chưa kịp cái này cái lãi cái kia rồi. Thôi trời ơi, con chó này nó giữ con không có. Cô chú nói chị không được chọc chó kìa. Đó, mấy cô chú cũng thấy là không? Con không chọc chó em mất trước á, hiểu không? Cô chú nói là đừng có chọc mấy con chó này. Chó anh. Lên xe đi, lên xe chạy đi, lên xe đè máy đi. Về đè máy gì biết Michigan không? Đi không? Mai. Mai gì mà mai? Trời ơi, con đi chạy rẻ như chạy lên trước ta kìa, còn được đâu không? Nhường lẹ lắm. Em về con nhường em nha. Rồi con chạy. Cha, xe này có cái kèn giữ ta. Kèn này giống đắp bóp chắc hơi. Chá. Rồi chay vừa chạy vừa đạp xe vừa nói. Dắt hơi không? Đắp bóp dắt hơi không? Đây. Đi đi đi, đạp xe đi con. Tập đạp đi con. Bỏ chân lên bàn đạp. Bỏ chân lên bàn đạp. Rồi đạp đi con. Đúng rồi. Nè, tập đạp đi con. Nè. Tập đạp đi cho nó lùng. Lùng quá chưa đạp tới. Chó đâu? Đạp đi rồi mẹ ngưng đẩy cho. Đó, con được cái chân lên này. Chân lên này mới được đi. Ôi con chó đó nó vừa. Nghe này có bo đó kìa. Dữ ta. Nhỏ vô bao. Vô. Jay, hát Baby Shark cho anh hai nghe coi. Baby Shark, do mommy shark, do mai. Là của nó. Daddy Shark, do Daddy Shark. Grandma Shark, do Grandpa Shark, do Baby Jay, do Baby Jay. Đừng Baby Shark. Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đông đầy. Bây giờ ba mở bài gì ta, mở giá tiền sợi đái nha. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Trời ơi, nó về nó quậy cô chú ơi. Rồi, the wheel on the bus. Đó, rồi hát có bình sình nữa, bình sình hát bình sình. Con ráo đi. The Miami on the bus, go. All through the town. Con không biết kìa đâu hả?
Bình Sình có biết bài Baby Shark đú 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 không? Hả? Con có biết? Nói gì vậy? Thôi chị Baby Shark do 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 do, twinkle twinkle little star. Ha. Thôi bây giờ hát ABC đi, hát bài ABC đi. Q R S Y N Z. Quá dữ luôn rồi, này là quá dữ rồi, này là cái gì, chương trình văn nghệ sớm làng, kéo từ sớm giang hồ Michigan cho tới giang hồ Gò Vấp. Trời ơi, nó bắt tiếng nó la đó. Mày coi Bình Sình ghê không? Che ăn chay luôn mà. Hai đứa ôm nhau cái coi. Chạy đi. Ôm anh hai đi con. Ôm anh hai đi con. Ôm anh hai đi chơi. Và bắt trước quay nữa, cái gì cũng bắt trước á. Ờ. Chơi Việt Nam. Nè coi chừng nè, coi chừng té xuống cạnh nè. Quá dữ luôn. Hát bà mất mũi. Trời ơi, thấy chưa, thấy chưa. Người ta hát ABC còn ổng chơi bolero. Ai chơi cho lại. Cái gì giàu giống gì lạ dữ. Nhảy nè, nghe nó tưng nha, tưng nha. Đúng rồi, đúng rồi. Cây rồi coi chứ. Chắc nó học hết rồi. Học cái này. Bé. Cô chú ơi, hiện tại bây giờ là 3 giờ sáng. Mẹ chay với ba chay ngủ được vài tiếng đồng hồ. Cả đám lo nhau dậy. Chay đau bụng quá, mẹ xuống ai cũng ngủ hết rồi, không biết phải làm gì. Múc miếng cơm không? Chan với nước tương gì đó ăn. Tội nghiệp chay ghê chứ cô chú. Nó tự đòi tự đút ăn chứ cái đòi đút không cho. Cô chú coi chay nè. Nói chung là cả nhà ba người vẫn còn quen cái giờ ở Mỹ nên là sẽ mất cỡ khoảng một tuần để có thể quen giờ giấc ở Việt Nam. Chuyến trước Ngọc cũng đâu có tới nổi đâu mà sao chuyến này. Ở đây nè con, rớt nè, dính quần nè. Móc đi, hốt đi, lụm vô. Nhặt lên bỏ vào mồm. Ngon không con? Ngon hả? Đó, cơm không vậy mà ăn đó cô chú. Chứ mà còn làm mà cái khác là không ăn đâu. Nó trời ơi, lụm từng hạt gạo luôn cho phải trận con đó. Đó, không cho rớt một hạt nào mà. Rồi hết rồi con.
ăn đi con. Ngon quá, ngon con. Ngon không? Cầm đi, cầm chén lên ăn. Đúng rồi. Ông bà cô chú thấy thương chay chưa? Úi chà ơi. Về Việt Nam là ta đã quất một móng tay sơn liền. Hả? Rớt đâu? Móng tay này là nói nào ngay. Cái cô hàng xóm đang ngồi sơn móng tay ngoài đường, nó chạy ra giật hai cây nước sơn. Câu chuyện là nó lãng mạn là như vậy đó cô chú. Rất là lãng mạn. Nó ra nó đưa cái tay cho cô đó, cho cô sơn cho, người ta sơn cho đã rồi giật chai nước sơn người ta đem về luôn. Có giang hồ chưa? Ý là giang hồ mới trời nó trời, nó hiểu có thấy không? Thấy không? Nó hiểu đó. Tưởng nó đang ăn mai ngờ nó hiểu. Mày biết rồi. Màu gì đó? Tưởng hay giang hồ mới gần gì Việt Nam tới năm trùm ở Việt Nam mà sao? Tới năm trùm khu Gò Vấp này hàng sao? Lấy muỗng ăn con, chi khổ rứa. Ăn từ muỗng mà xuống tới bắp tay luôn là hiểu rồi đó cô chú. Ngồi xéo 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 cô chú khó thấy dữ vậy. Mẹ bà ngoại thì đang ngủ rất là say sưa nên là mẹ phải bồng chay lên đây để không có cho chay đánh thức bà ngoại, tại vì mấy ngày nay về là ông ngoại bà ngoại tất cả mọi người đuối quá rồi. Mình còn trẻ, mình còn có sức. Đúng không chay? Để cho ông bà lo ngủ chứ mà con về đây 2 tháng mà con làm kiểu này là bà ngoại là đuối đơ luôn đó chay. Đuối đơ là sơ rơ luôn đó chay nghe. Mà bà ngoại mà đuối đơ sơ rơ là chay phải nói sorry đó. Nói sa gì? Thấy chưa cô chú? Cuộc sống nói chung là đó, rớt rồi. Cuộc sống nói chung là nó đạm bạc tới tới mức độ như thế này thôi. Yeah. Ngon không? Ngon đó. Nó ăn từ khi nó ngồi đây mà nó quẹo 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 hồi nó qua tới đây luôn. Khổ không? Chị chào cô chú đi nha. Chọn mời cô chú ăn đó. Chú ăn đó. Ngồi cho cô chú. Giới thiệu cô chú con đang ăn món gì á? Con ngồi xa xa đây chứ con làm. Giới thiệu cô chú con đang ăn món gì vào lúc 3 giờ sáng. Cái món này không phải có ai cũng có dễ có ăn đâu nha. 3 giờ sáng coi cô chú làm gì có cơm ăn. Thường thường 3 giờ sáng là cô chú mì gói không à. Mà có cơm ăn ngóng nghiến như vậy là không phải dễ đâu nha. Khó lắm bồ ơi. Trời ơi con. Đây. Đây là hình tượng của những người lao động miệt mài, không ngừng nghỉ và chỉ được ăn vào lúc 3 giờ sáng. Trời ơi con kìa. Thấy con người ta ăn chưa? Vị ngon trên từng ngón tay. Đó. Trời đất ơi. Sạch sẽ luôn cô chú ơi. Rồi giờ nó quay qua tới bên kia luôn. Nó quay hò cái tôi chóng mặt với nó luôn chứ không. Giờ tầm chén cơm đi đâu. Cần lắm ngủ luôn ạ. Quá luôn chứ không. Có ai đời mà 3 giờ sáng dậy ngồi quay clip không? Không ăn hả? Uống nước không? Hoặc là uống miếng nước đi thôi. Nước uống sữa nè. Nước trà đi. Sữa. Be careful. Đó. Thank you. Nước ăn nữa đi con, xuống ăn nữa đi con. Cái nước, cái nước đó là phải dừng lại, nghỉ mệt. Nè cô chú ơi, giờ tới giờ nằm coi iPad. Kìa bà ngoại cho chơi gì kìa chơi. Bà ngoại cho này nè. Wow, bà ngoại có vỏ Chanel. Ngoài vậy liền, đã ta. Cảm ơn ngoại. 3 giờ sáng, dựng đầu dậy đeo đi Chanel chơi vậy. Cảm ơn ngoại. Con nói thank you. Nói cảm ơn ngoại đi. Trời đất ơi, vỏ Chanel gì mà tao nói hả? Ốc dít đồ tùm lum đây. Cái này là cái gì đây con này? Ngọc trai, ngọc đồ tùm lum vậy ta. Ngoại mua cái vỏ này mấy nghìn nữa ngoại. Hả? 10 nghìn nữa ngoại. Chưa, thấy ngoại cho cái vỏ dữ chưa. Wow. Quá dữ luôn, đeo vô, quất vô, đeo vô. Trời ơi, coi đi dựa ngựa kìa. Coi dựa ngựa kìa. Wow, đeo vô đây coi, đeo được không nha. Trời đất ơi. Trời, được không? Được không? Giữ chưa? Giữ chưa? Đó nghe nè, mình đeo vỏ Chanel là mình đâu có đeo em được. Em là mình trở thành là cô bé ngày xưa rồi. Giờ mình ra Chanel là mình phải khác. À. Ca sĩ đang này.